Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Trung Lâu PC. Video này mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo để các bạn làm văn phòng kiếm chút thời gian rảnh trong thời gian làm việc. Chiêu trò này các bạn nên sử dụng khi có việc gấp hoặc chơi khăm ai đó thôi nhé. Nếu dùng hồi IT sẽ phát hiện ra đấy. Xin giới thiệu với các bạn trang web fail.net. Đầu của tên miền là bạn cũng biết chức năng của nó là gì. Đó là trang web làm giả chế độ update của các hệ điều hành như Windows và Mac vân vân. Ở đây có rất nhiều giao diện update của các hệ điều hành như 7, 8, 10. Các bạn cứ chọn một cái giúp mình. Mình sẽ chọn cái Windows 7, bấm vào. Đây là giao diện update truyền thống của Windows 7. Bây giờ các bạn bấm nút F11, trình duyệt web sẽ full màn hình. Bây giờ thì các bạn cứ ngồi chờ thôi. Nếu mà ai hỏi vì sao không làm việc thì các bạn nói Windows đang update là được nhé. Nếu các bạn không muốn fail update nữa thì các bạn bấm F11 để thoát cho đỡ full màn hình nhé. Tương tự như vậy, nếu các bạn đang xài hệ điều hành Win 10 thì các bạn bấm màn hình Win 10, sau đó bấm F11 để bắt đầu ngồi chơi. Ngoài ra bạn có thể làm trên Windows 8 hệ điều hành Mac, tiếc là nó chưa cập nhật Windows 11, hy vọng nó sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất. Ngoài chức năng giúp các bạn làm biến trong thời gian làm việc, các bạn có thể chơi khăm người khác, nếu họ không bấm F11 thì họ sẽ không biết đâu nhé. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng fail update của failupdate.net. Nếu có trang web nào hay hơn, các bạn hãy để lại comment cho mọi người cùng biết với nhé. Nhớ like, share, subscribe. Cảm ơn các bạn.